WTO announces ruling on Vietnam's shrimp anti-dumping lawsuit. Vietnam aims at more value-added agriculture sector. Those are the headlines for this edition's of BizLine here on VTV International. Hello and welcome to the show. I am Minh Hằng from Hanoi, and let's now kickstart with the economic highlights from last week. The World Trade Organization this week announced its panel final decisions on Vietnam's lawsuits against the U.S. impositions of anti-dumping tariffs on certain warm water frozen shrimp, known as case DS-429. The panel considered 11 of Vietnam's claims and issued rulings on 7 of them in favor of the Vietnamese side, especially in administrative proceedings and dumping margins. Under the U.S. Department of Commerce decisions, the nationwide tariff on imported frozen Vietnamese shrimp will remain at 25.76%, the same level as the past 7 review periods. During the year, the Vietnamese permanent missions to the United Nations, the WTO, and international organizations in Geneva also asked for the establishment of a panel on case DS-429, which was approved by the WTO's dispute settlement body. The Vietnamese mission has asked the U.S. side to abide by the panel's ruling and revise laws on the calculations of anti-dumping margins accordingly. The foreign exchange rate between the Vietnamese dong and the U.S. dollars on Monday rose to its highest level since June, hitting 21,380 Vietnamese dong to the dollar amid soaring demand from enterprises near the end of the year. According to analysts, most banks had abundant capital available for lending, and the pressure of concluding profit targets was forcing them to expand lending, particularly in foreign currency. The State Bank of Vietnam, or SBV, affirmed that it will make no change to the U.S. dollar's Vietnamese dong exchange rate. An overall market review conducted by the bank revealed that the currency supply and demand remained stable as no large transactions had been made in the market. The 6th World Rice Conference kicked off in Phnom Penh, Cambodia this Wednesday. The two-day event has attracted over 500 rice exporters and buyers from 40 countries and territories, including Vietnam. The event was launched to call for all stakeholders in the rice industry to join hands to establish a strategy to ensure food stability and protect the interests of customers, farmers, and distributors. During the event, discussion panels sought solutions to raise the efficiency of rice export and address the challenges faced by the industries in 2015. The World Rice Conference is a networking event to connect exporters and importers, professionals, and governmental agencies. The event also included a World Best Rice competition. Vietnam Motor Show 2014 kicked off in Ho Chi Minh City on Wednesday. 16 automobile manufacturers registered for the exhibition, including Ford, GM, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, and Porsche. The 10 editions of Vietnam's largest automobile exhibition is an opportunity for manufacturers and importers to introduce their latest models and technologies to customers. The 5-day event is expected to attract as many as 150,000 visitors. Vietnam's car sales has been on the rise in recent years. In the first 10 months of this year, over 120,000 cars were sold, up 40% year-on-year, according to the Vietnam Automobile Manufacturers Association. Vietnam and German experts came together at a seminar here in Hanoi on Tuesday to assess industrial wastewater treatment in Vietnam and share their experience. Experts highlighted that Vietnam's industrialization has resulted in significant development and also major environmental challenges. German experts emphasized the urgent need for proper industrial wastewater treatment before discharging water back into the environment. So far, Vietnam has 230 industrial zones, among which 140 operate with wastewater treatment, while 30 are building the facilities for treatment plants. The seminar was co-hosted by the Vietnamese Ministries of Technology and Science and the German Federal Ministries of Education and Research. Those are the highlights from last week's economic scenes. Up next, we will talk more about ways for Vietnam to achieve a more value-added agriculture sector in our Crosstalk.
Vietnam is among many countries with fast-growing agriculture sectors and a major agro-produce exporter in the world. However, one of the pressing issues of the sector is that the value added of Vietnamese agro-products remains low due to many reasons, from the prevalence of raw products export to low technological application. So what should be done in order for Vietnam to achieve higher value added in the agriculture sector, thereby contributing better to the country's economic development? And who should be a part of this? We will talk more about this topic in this edition's of Bizline with Mr. Đào Văn Hồ, Director of the Vietnam Trade Promotion Center for Agriculture. But first, let's take a look at the following short clip. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam's agriculture, forestry and fishery have witnessed relatively high growth rates in recent years, averaging at a 5.4% annual increase in value of production. Vietnam also maintains its position as a top exporter of rice, coffee, pepper, cashew nuts and aquatic products. However, studies have shown that the value added of Vietnam's agro products is still low, as evident in the lack of uniformity and low quality of inputs for processing, fragmented production, large post-harvest losses, as well as frequent concerns over food safety, etc. Such shortcomings are being tackled step by step with the cooperation of farmers, traders, the government, and scientists. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, xin ông hãy đánh giá một chút về thực trạng của nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay xét trên khía cạnh là tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Có thể nói là sau hơn 20 năm đổi mới thì nông nghiệp Việt Nam đã có những cái đóng góp rất lớn cho cái việc ổn định nền kinh tế vĩ mô nói chung và cái gia tăng trong cái giá trị để có thể là hỗ trợ cho việc xuất khẩu của cả nước. Tuy rằng những cái thời gian gần đây thì nền nông nghiệp cũng gặp phải những vấn đề khó khăn, đặc biệt là vấn đề tiêu thụ nông sản. Vì vậy nên là chính phủ cũng như là Bộ Nông nghiệp đã đề xuất một cái kế hoạch để tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đưa được chính phủ quyết định từ năm 2013 với cái hướng là nâng cao giá trị gia tăng để phát triển bền vững. Vì nông nghiệp trước đây sản xuất theo cái chiều rộng và khi đã phát triển đến đủ cái chiều rộng những cái tăng mùa vụ, tăng sản lượng rồi thì cái giá trị xuất khẩu cũng như là giá trị của hàng hóa nói chung của nông nghiệp ấy là có vấn đề trong khâu tiêu thụ. Vì thế nên là cái tái cơ cấu theo giá trị gia tăng là một cái hướng đi có thể nói là sẽ là cái cơ bản cho ngành nông nghiệp trong cái thời gian sắp tới. Và chủ trương của ngành nông nghiệp thì cũng sẽ xác định là đi từ thị trường, vì từ trước đến nay là chúng ta cứ sản xuất xong khi đảm bảo cái an ninh lương thực cũng như đảm bảo cái tiêu dùng trong nước thì chúng ta tiến hành xuất khẩu. Vì thế nên là ngành nông nghiệp chủ yếu là bán những cái mà mình có chứ chưa có bán những cái mà thị trường người ta cần. Vì vậy nên là đối với ngành nông nghiệp chúng tôi là xác định là đi từ thị trường và đi từ cái nhu cầu của người tiêu dùng là chính để tái cơ cấu ngành cũng như là phát triển cái sản xuất có cái giá trị gia tăng cao để nâng cao cái thu nhập cho bà con nông dân cũng như là phát triển cái nền nông nghiệp Việt Nam ổn định bền vững hơn. Vậy thì trước những cái mục tiêu đó thì hiện tại theo ông đâu là những cái thách thức mà nền nông nghiệp của chúng ta vẫn phải đối mặt để có thể tạo ra một nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao? Đối với ngành nông nghiệp chúng tôi thì cũng thấy là có rất nhiều những cái thách thức, như là cái sản xuất của chúng ta vẫn là cái sản xuất nhỏ lẻ, và cái mà đặc biệt khó khăn là trong cái khâu bảo quản, đóng gói, tiêu thụ và cái chế biến công nghệ sau thu hoạch. Chúng ta thì đang cơ bản là xuất khẩu những sản phẩm thô là chủ yếu, và cái sản phẩm mà có hàm lượng công nghệ khoa học cao, tức là xuất khẩu có cái giá trị gia tăng cao rất hạn chế. Vì vậy nên là chủ trương của ngành cũng là sẽ có những cái chủ trương về hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư mạnh hơn vào nông nghiệp và đầu tư vào những cái khâu chế biến, bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch. Vâng, trong cái hội chợ về hàng nông sản Agro Việt
vừa mới diễn ra vào trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là mặc dù là như ông vừa nêu thì có rất nhiều những cái sản phẩm nó chưa có giá trị gia tăng cao, nhưng ở tại hội chợ này thì chúng ta cũng đã thấy những cái sản phẩm có rất là nhiều sự đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng, về đóng gói. Vậy thì ông có thể nêu cho chúng tôi một số những cái sản phẩm nông sản mà có tiềm năng để có thể phát triển hơn nữa? Như tôi đã nói là không phải là chúng ta hoàn toàn là xuất khẩu theo cái sản phẩm thô, và cũng đã có một số ngành, số sản phẩm của chúng ta thì đã có những cái công nghệ chế biến có thể là xuất khẩu trực tiếp được ra nước ngoài. Thì qua quá trình thực hiện những cái hội chợ nông nghiệp quốc tế cũng như tham gia hội chợ thực phẩm đồ uống ở nước ngoài và rất nhiều những cái hội chợ chuyên ngành khác, thì chúng tôi thấy là có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có thị trường rất ổn định trên thị trường thế giới. Chúng tôi ví dụ như sản phẩm rau quả của công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao, công ty GOC ở Bắc Giang, rồi công ty rau quả Tiền Giang, công ty thực phẩm Bích Chi ở Đồng Tháp. Tại cái hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần này thì có một cái nội dung rất là mới, là có một cái đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản sang đây và người ta đưa ra giới thiệu rất nhiều cái máy móc chế biến của Nhật Bản. Tôi hy vọng là các doanh nghiệp của Việt Nam cũng tìm kiếm được những cái sản phẩm để có thể áp dụng cho cái công việc cơ giới hóa chế biến cũng như là cái chế biến sản phẩm của Việt Nam. Các doanh nghiệp đã tham gia triển lãm ở nước ngoài thì khi quay lại cái thị trường trong nước của chúng ta để tham gia triển lãm như là sản phẩm từ dừa, sản phẩm từ nấm linh chi hoặc là sản phẩm từ tỏi đen. Như tôi vừa giới thiệu thì cái sản phẩm đó đã được thị trường thế giới chấp nhận và hy vọng là khách hàng ở Việt Nam cũng sẽ được tiêu dùng những cái sản phẩm chất lượng như vậy để chúng ta có thể nói là các sản phẩm của mình có thể là không thua ngay chân nhà khi chúng ta tham gia các thị trường tức là các hiệp định quốc tế. This is caterpillar fungus, which for the first time ever has been successfully mass produced in Vietnam. Caterpillar fungus is a rare medicine herb, previously found only in China, but now reproduced in Vietnam using biotechnology. The transplanted caterpillar fungus is sold at $3,000 per kilo on the market. Hiện nay thì đối với Việt Nam, công nghệ sinh học đang phát triển và chúng tôi là rất là quan tâm để sao sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam đạt về yêu cầu về chất lượng tương đương với cả các nước trên thế giới. Hiện nay thì sản phẩm của chúng tôi bước đầu là đã đầu tư nuôi trồng thành công ở Việt Nam với quy mô công nghiệp và cái sản lượng của chúng tôi có thể làm ra được đáp ứng được thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài, có thể tiến tới xuất khẩu của sản phẩm này ra các nước trên thế giới. Promoting high-value, high-quality products was exactly the focus of the recent AgroViet 2014 fair in Hanoi, which included 450 stalls from 200 Vietnamese and foreign businesses. Black garlic, which is fermented from raw garlic using Japanese technology, is among the new products at the fair. While 1 kilo of fresh garlic is sold at just $4, a kilo of black garlic fetches a price of $135, or 34 times higher. Black garlic is a big hit in Japan because of its health benefits. Cái sản phẩm được lên men từ tỏi Việt Nam cũng sẽ có hướng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài rất là tốt vì cái giá thành ở Việt Nam rất là rẻ. Đấy, so với vùng nguyên liệu rất là phong phú. Đặc biệt là cái vùng tỏi thơm ngon nhất Việt Nam hiện tại bây giờ là vùng tỏi Lý Sơn ở Quảng Ngãi và tỏi Phan Rang ở Ninh Thuận Khánh Hòa. Đấy, thì hai vùng tỏi có thương hiệu và cái trữ lượng tỏi tươi rất là dồi dào để lên men thành tỏi đen và nâng tầm cái giá trị từ hàng nông sản Việt Nam. The above companies are examples of market-oriented production, but coming up with ways to create value for consumers, whether by innovating or processing, producers also improve the value added of their goods and their revenues. So với các nước khác trong khu vực mà cũng chú trọng sản xuất nông nghiệp thì Việt Nam đang có những điểm gì được và chưa được và cần phải học hỏi những nước đó? Có thể nói là chúng tôi sang tham gia các hội chợ nông nghiệp, những cái hội chợ quốc tế về thực phẩm đồ uống thì chúng ta cũng chẳng có kém nhiều so với các nước trong khu vực như là Thái Lan, Philippines, Myanmar hay là Malaysia. Nhưng mà chúng ta cũng có những cái chưa được, như là cái chính sách về xúc tiến thương mại chúng ta cũng chưa đồng bộ.
rồi những cái khuyến khích cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chúng ta cũng chưa có nhiều các doanh nghiệp lớn có thể đầu tư vào nông nghiệp. Và theo tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng Bộ Nông nghiệp cũng xác định như là khuyến khích nhiều các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, vì chỉ có các doanh nghiệp hoặc cái tập thể hợp tác xã thì mới có thể là đưa cái sản phẩm của bà con nông dân ra thị trường thế giới. Bốn nhà mà cái chế độ cái quyết định của chính phủ để liên kết bốn nhà, hỗ trợ để liên kết bốn nhà giữa, đặc biệt là giữa doanh nghiệp và bà con nông dân, là tôi nghĩ là những cái hướng đi rất tốt để cái sản phẩm của chúng ta có cái thị trường ra ổn định. Thưa ông, có rất là nhiều các giải pháp cho một nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, thì trong đó không thể nào không nhắc đến việc là ứng dụng thêm nhiều công nghệ vào trong quy trình sản xuất. Vậy thì theo ông, trong một cái quy trình sản xuất từ việc chọn giống này, chăm sóc cho đến tìm cái đầu ra cho sản phẩm, thì ở quy trình nào thì chúng ta đã làm tốt từ việc là ứng dụng công nghệ vào những quy trình đó? Có thể nói là cái thời gian vừa qua thì chúng ta ngành nông nghiệp đã xác định là chúng ta sản xuất là tương đối tốt. Tất cả các sản phẩm thì nếu cần thì chúng ta có thể sản xuất được đủ cho tiêu dùng cũng như đủ cho xuất khẩu. Nhưng mà cái khoa học công nghệ để cho cái chọn tạo giống cũng như là cái công nghệ sau thu hoạch, như tôi nói ở phần trên, là chúng ta đang có cái phần là yếu so với các nước trong khu vực cũng như là các nước công nghiệp trên thế giới. Vì cái sản phẩm của chúng ta nếu không áp dụng được khoa học công nghệ để tạo chọn giống ấy, thì nó sẽ không đồng đều. Mà không đồng đều thì chúng ta không thể có đưa những cái máy móc để sau để chúng ta đưa vào để chúng ta sản xuất công nghiệp lớn được. Và khi đã không công nghiệp lớn thì chúng ta không đồng đều, chúng ta không thể đóng gói theo một cùng một tiêu chuẩn được. Vì thế nên là cái khâu mà đóng gói, bảo quản sau thu hoạch, tiêu thụ ấy, là nó sẽ khó khăn. Vì vậy nên là tôi nghĩ là cái phần đầu là chúng ta phải đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ về chọn tạo giống, rồi kể cả giống cây, giống con. Sau đó thì cái phần sản xuất thì chúng ta có thể là theo quy trình, tức là phải theo các quy trình của các nhà sản xuất yêu cầu, tức là những cái nhà nhập khẩu người ta yêu cầu cái quy trình sản xuất như thế nào, tôn trọng những cái quy định của họ để đảm bảo những cái phần mà tồn dư thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, rồi là những cái thuốc bảo quản của mình. Và cái khâu chốt quan trọng nhất ấy, là tôi nghĩ là khâu thị trường. Tức là chúng ta có làm tốt thị trường thì mới sản xuất với ổn định và phát triển được. Đây thì lâu lắm. Mr. Se family bought this electric seed drill 1 year ago. In the past, when the sowing season came, Se had to hire dozens of laborers to complete the seeding work on his vegetable farm. He bought this machine for just over $700 and now can save up to $2,000 on each harvest. Trước kia thì không có máy thì gia đình tôi thì không chủ động được công việc. Tới nay thì gia đình tôi, một là đỡ được công nhân đi, hai là nó tăng được thêm 2 lượt thu nhập. So với năm ngoái thì gấp rưỡi năm ngoái. This machine is actually an invention of Phạm Văn Hát, a local farmer inventor. Hát was always thinking about how to boost productivity in the cultivation of agricultural products. In a flash of inspiration and creativity, Hát invented this machine, which is intended for large-scale farms. Thứ nhất là cái máy này chế phải mức độ nhẹ nhất và tiêu hao điện năng ít nhất và có thể sử dụng được mọi nguồn điện. Nó rất đơn giản, nó hoạt động một cách độc lập. Thế mà cái máy này nó thay thế cho tầm 40 người lao động, mà cái độ chính xác thì nó cao hơn. After registering for the intellectual property rights for the machine in July, Hart sold 20 seed drills to farmers in many regions. In addition, Hart has successfully invented 10 different kinds of agricultural machines, which vary in type and function. Beyond the innovative efforts of farmers like Hát, Vietnam has also seen the engagement of businesses, both from within the country and abroad, to the modernization of the agricultural value chain. For example, Vietnamese IT giant FPT recently began collaborating with Fujitsu from Japan. Under the agreement, Fujitsu will transfer Akisai cloud technology to the Vietnamese partner. Akisai is an application that makes use of IT solutions to maximize the growing process by
by classifying the plants by species and cultivated areas. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh một ý để thay đổi cái tư duy làm nông nghiệp của Việt Nam và thế giới hiện nay. Nó hướng tới một cái chuỗi giá trị mới tạm gọi là nông nghiệp thông minh. Trong cái chuỗi giá trị này thì giá trị thật của phần canh tác và sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 25%. 75% còn lại nằm ở những nơi khác và những giá trị khác. Thì trong đấy, những tập đoàn như FPT có rất nhiều cơ hội để kết nối. International cooperation has been an active force in propelling the modern development of Vietnam's agriculture. Besides cooperative agreements with countries like Japan and the Netherlands, Vietnam has worked closely with international experts from UN agencies like the Food and Agriculture Organization. The foreign partners help in capacity building, research, technology transfer, policy making, to name a few. For example, we have an integrated pest management program, IPM program, that has been going on for almost 20 years here. So in that program, we train farmers. So far, more than 100,000 farmers are trained, how to apply pesticides, appropriately. So such things, it's a kind of a transfer of technology to farmers. The development of Vietnam's agriculture into a smart industry is engaging the participation of multiple stakeholders. In that process, the sector can expect to create high-quality products that add value to both consumers and producers. Theo ông thì làm thế nào để Việt Nam chúng ta có thể thu hút hơn nữa những nguồn vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp để có thể gia tăng hàm lượng công nghệ cho cái quy trình sản xuất của mình? Tôi nghĩ là trong cái liên kết bốn nhà mà cái chủ trương của Đảng và nhà nước thì đang thực hiện ấy, thì cái khâu quan trọng của nhà nước là tạo ra cái chính sách để làm thế nào để thu hút đầu tư, không những đầu tư trực tiếp ở nước ngoài cũng như là các doanh nghiệp của Việt Nam có thể đầu tư mạnh hơn vào nông nghiệp. Một cái tín hiệu không được vui lắm, nhưng mà cái thời gian vừa qua thì đầu tư cho nông nghiệp càng ngày càng giảm. Nhưng mà cái thời gian vừa qua thì như bạn thấy là nó cũng đã có rất là vui vì ngành nông nghiệp đã có những cái doanh nghiệp lớn đầu tư, chẳng hạn như doanh nghiệp của bà Thái Hương để đầu tư vào nuôi bò, hoặc là doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã đầu tư vào để sản xuất mía đường, trồng cà phê hay là trồng cao su. Và những cái doanh nghiệp này thì có thể nói là người ta sẽ làm một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, vì tạo ra một cái giá trị có thể là cạnh tranh với thị trường thế giới chứ không thể nói là với thị trường khu vực nữa. Cái này nó cũng thay đổi hẳn một cái suy nghĩ cho những người làm chính sách là đấy, chúng ta chỉ có, như tôi nói là chỉ có doanh nghiệp mới có thể là tìm được cái thị trường ổn định và có thể là tiêu thụ. Và có rất nhiều những địa phương đang quyết định để thành lập những cái khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cũng như là thu hút được các doanh nghiệp đầu tư thêm vào ngành nông nghiệp, thì tôi nghĩ là sẽ có những cái tương lai tươi sáng hơn cho ngành nông nghiệp trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa ông, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài ạ? Cái thời gian vừa qua thì ngành nông nghiệp cũng đã làm rất nhiều những cái chương trình, ví dụ như là diễn đàn xúc tiến đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn các khu vực, cũng như là đã có nhiều các đoàn của các quan chức của ngành nông nghiệp cũng như doanh nghiệp chúng ta là tìm kiếm các cơ hội để kéo các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Việt Nam. Và cũng có cái thông tin rất vui là các doanh nghiệp Nhật Bản, cái thời gian vừa qua thì rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp của chúng tôi thì tìm kiếm cái cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam. Và có những cái doanh nghiệp là chúng tôi đã đưa đi các địa phương của Việt Nam để có thể là đầu tư trực tiếp để xuất khẩu hàng hóa trực tiếp sang Nhật Bản, cũng như là thu mua những cái sản phẩm của Việt Nam, ví dụ như là chuối, như là dứa hay là thanh long, để có thể là vải nữa, để xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản cũng như là các nước công nghiệp khác. Vì cái chuyển dịch để đầu tư là các nước rất muốn là người ta theo dõi được cái quy trình sản xuất cũng như là các sản phẩm ổn định để đảm bảo là cái cung cấp cho cái thị trường nội địa của các nước. Chúng ta vừa mới nói về thu hút đầu tư từ
doanh nghiệp tư nhân này, từ nước ngoài này. Vậy thì vai trò của chính phủ Việt Nam là gì trong cái việc mà hướng Việt Nam trở thành một nước có nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao? Chính phủ là một có cái nhiệm vụ rất quan trọng như tạo ra cơ chế chính sách cũng như là những cái nguồn tạo ra cái nguồn lực của mình để đầu tư vào nông nghiệp nông thôn mạnh hơn trong cái thời gian sắp tới. Và chính phủ thì đã có rất nhiều những cái quy định, đảng có quy định nghị định 26 về nông nghiệp nông thôn, nông dân nông thôn. Rồi là bộ chính phủ thì có cái nghị định 210 về khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho ngành nông nghiệp nông thôn, cũng như cái quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích cái chế biến sau thu hoạch để giảm tổn thất sau thu hoạch. Đây là những cái chính sách của Đảng, Chính phủ trong cái thời gian vừa qua, cũng như là Bộ Nông nghiệp thì đã thực hiện tốt cái chương trình để chúng ta có thể là tổng hợp các nguồn vốn, các nguồn lực của quốc gia, của doanh nghiệp, của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước để đầu tư. Và đối với ngành nông nghiệp thì tất cả những cái doanh nghiệp của nông nghiệp, ngành nông nghiệp thì cũng đang rất là đầu tư mạnh mẽ vào nông nghiệp, vì chúng ta phải có cái khu vùng nguyên liệu ổn định thì chúng ta mới có thể xuất khẩu được với giá trị gia tăng cao. Hiện tại thì Việt Nam đang tiến hành đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do. Vậy thì điều này sẽ giúp ích gì cho việc là xây dựng một nền nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, vững mạnh và có thương hiệu đối với thế giới? Có thể nói là cái thời gian vừa qua, hợp tác quốc tế của ngành nông nghiệp là trải ra rất nhiều những quan hệ mà chúng ta đã tham gia WTO và các hiệp định về với khu vực ASEAN, rồi với Nhật Bản, Trung Quốc cũng như là Mỹ, rồi các thị trường khác. Và những cái này thì nó tạo ra cái động lực rất lớn cho ngành nông nghiệp để chúng ta bứt phá. Nhưng mà với cái nội lực của mình thì tôi nghĩ là để có những cái cơ hội đấy thì chúng ta cũng chịu rất nhiều thách thức. Nếu chúng ta không làm tốt thì những cái sản phẩm của các nước mà khi đã về thuế về không ấy, thì các sản phẩm của nước ngoài cũng sẽ có cái điều kiện để thâm nhập vào thị trường của chúng ta dễ dãi hơn. Vì thế nên là ngành nông nghiệp cũng phải có những cái phát triển để chúng ta có thể nói là không những phát triển xuất khẩu mà chúng ta phải đáp ứng được cái thị trường tiêu thụ rất lớn ở trong nước để chúng ta có thể nói là không thua ngay trên sân nhà. Và tôi thấy là kể cả chúng ta gia nhập cái Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương sắp tới thì cũng sẽ TPP, thì cũng là có những cái vừa là cơ hội nhưng vừa là thách thức của chúng ta để chúng ta phát triển hơn trong tương lai, cũng như là cạnh tranh được trong khu vực cũng như thế giới. Vì vậy nên là với những cái doanh nghiệp thì cần tự mình xác định được những cái bước phát triển cụ thể hơn để chúng ta có những cái thâm nhập thị trường một cách bền vững cũng như là ổn định. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. As Vietnam is integrating more and more into the global playing fields, competition in every sector also becomes harder and harder. And the aquaculture sector in Vietnam is no exception. Therefore, as a sector with most working labor force, it is important that more should be done for Vietnam to have a higher value-added aquaculture sector for the benefits of farmers, enterprises, consumers, and the overall socio-economic development of the country. And that wraps up our editions of BizLine for this week. Thank you very much for tuning in. You can always log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go to rewatch all of our programs. From our team here in Hanoi, until next time.